Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Trước Michelle của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Trước khi đọc quyển sách này thì mình thực sự rất ấn tượng với bà Michelle rồi, bởi vì bà là một người phụ nữ da màu, sở hữu một cái khí chất vừa điềm tĩnh mà cũng rất tự tin. Mình đã luôn tự hỏi điều gì đã tạo nên một con người như vậy. Và một buổi sáng đẹp trời, anh bạn bồ câu bên trang web bán sách vuvu.vn đã gửi tặng mình quyển sách này để giúp mình tìm ra câu trả lời. Đầu tiên xin được cảm ơn các bạn Vuvu rất nhiều nha. Và quay trở lại với câu hỏi, điều gì đã tạo nên một Michelle vừa điềm tĩnh vừa tự tin như vậy? Thì quyển sách này gồm có 3 phần, lần lượt là tôi, chúng ta. Và mình đã tìm thấy câu trả lời ngay trong phần đầu tiên của quyển sách. Nền tảng giáo dục gia đình đã tạo nên một Michelle đầy sức hút như vậy. Bố mẹ bà, ông bà, Robinson chỉ là những người lao động bình thường. Cả gia đình 4 người sống nhờ trên tầng 2 của một người họ hàng. Nhưng mà cả nhà họ lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, yêu thương và gắn kết với nhau. Bố mẹ dành cho hai anh em Michelle có sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, gợi mở những cái giải pháp khi mà con cần lời khuyên và trao cho con cái quyền tự quyết. Chính vì vậy mà cả hai anh em bà đều trở thành những cá nhân xuất sắc và trở thành sinh viên của trường đại học Princeton. Riêng Michelle thì sau đó còn tốt nghiệp trường luật Harvard và đảm nhiệm nhiều cái vị trí quan trọng ở những cái tổ chức nơi bà làm việc. Chính cái nền tảng giáo dục gia đình đã thúc đẩy Michelle tiến về phía trước, tự tin tỏa sáng trong bất kỳ cái cộng đồng nào nơi mà bà xuất hiện. Và Trước Michelle thì kể về cái hành trình trưởng thành của cựu đệ nhất phu nhân. Từ lúc là một đứa trẻ cho đến khi trở thành phu nhân tổng thống. Qua các câu chuyện của bà, mình cũng thấy được cái sự biến đổi của xã hội Mỹ cũng như những cái góc cạnh đời thường của cựu tổng thống Barack Obama và cái câu chuyện tình yêu vừa thú vị nhưng cũng lắm thăng trầm của cặp đôi xuất chúng này. Trong video này mình sẽ nói về 3 điều mình cảm thấy tâm đắc nhất đối với quyển sách. Điều đầu tiên, mình nhận ra phát triển là một quá trình và bất kỳ quốc gia nào cũng có những cái vấn đề nội tại cần giải quyết. Nước Mỹ trong giai đoạn thanh xuân của bà Michelle, tức là trong khoảng những năm 1960 đến 1990, có rất nhiều điểm tương đồng với xã hội Việt Nam hiện tại, khi mà những chuyến xe buýt vẫn dày ken người gian lớn, xã hội trọng bằng cấp. Con cháu cha vẫn nhận được rất là nhiều những cái sự ưu đãi ngay tại những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Và New York cũng chưa phải là một nơi thơm tho gì. Lúc đó thì Mỹ đã là một cường quốc hàng đầu của thế giới rồi. Tuy nhiên, để có được cái diện mạo của nước Mỹ như hôm nay thì họ cũng cần trải qua một quá trình. Nước Mỹ rất là may mắn vì ít khi phải trải qua chiến tranh. Nhưng mà ngay trong lòng nước Mỹ, những cái vấn đề về giới tính, về sắc tộc, về tôn giáo, về giàu nghèo vẫn luôn là một vết khắc mà bất kỳ lúc nào cũng có thể trở nên sâu sắc. Ở đó tồn tại những cộng đồng người nỗ lực không ngừng nghỉ để thúc đẩy sự hòa hợp. Và cũng tồn tại những cộng đồng nỗ lực không kém để khắc sâu thêm mâu thuẫn. Chúng ta vẫn thường cho rằng nước Mỹ là dân chủ nhất, là công bằng nhất rồi. Nhưng vẫn có những con người cảm thấy tiếng nói của mình bị phớt lờ. Và sự công bằng thì không đứng ở phía những người yếu thế. Bầu cử của Mỹ cũng không phải thể hiện toàn bộ tiếng nói của đông đảo quần chúng nhân dân. Tóm lại là ở bất kỳ một quốc gia nào cũng có những người dân bất mãn với chính phủ. Và thể chế nào cũng tồn tại những cái ưu nhược điểm, Mỹ cũng không phải là ngoại lệ. Điều thứ hai khiến mình ấn tượng đó chính là sự hai mặt của truyền thông. Một nửa cái bánh mì chỉ là nửa cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Và truyền thông thực sự có sức mạnh, có thể đè chết được người đó. Vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama đều từng bị giới truyền thông cho lên bờ xuống ruộng. Mặc dù biết chính xác là mình chiến đấu về điều gì, nhưng một người thông minh và mạnh mẽ như Michelle vẫn không tránh khỏi có những lúc cảm thấy mất niềm tin bởi cái sự áp ý của truyền thông. Truyền thông giống như là tính hai mặt của cái đồng xu vậy đó, không phải cứ mặt nào xuất hiện nhiều thì đều phản ánh sự thật. Nhưng mà người xem lại thường thích chọn tin vào những điều mình muốn tin hơn là kiểm chứng trước khi quyết định nên tin vào điều gì. Và cái cuộc chiến tranh giành sự thật đầy đặc sắc này á, sẽ xuất hiện ở nửa cuối phần 2 và xuyên suốt phần 3. Nếu bạn muốn biết chi tiết thì đọc sách nha. Và mình sẽ để link giảm giá quyển sách trong phần mô tả của video. Điều cuối cùng, mình ấn tượng ở cái sự lạc quan trong suy nghĩ và tích cực trong hành động của bà Michelle. Sau khi mà vợ chồng bà rời Nhà Trắng, thì mặc dù
có rất là nhiều những điều không đồng tình với vị tân tổng thống mới. Nhưng thay vì bi quan, bà đã chọn tin tưởng rằng luôn luôn có những cá nhân tích cực sẵn sàng cống hiến để xây dựng một nước Mỹ phát triển hòa hợp, hài hòa. Và Mitya cũng là một trong số đó. Bà là một đại diện điển hình của một nước Mỹ, một hợp chủng quốc Hoa Kỳ đa sắc tộc, đa văn hóa, vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mỗi ngày, mỗi một hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Tuy là có rất là nhiều những cái điều chưa có hài lòng, nhưng bà vẫn chọn lan tỏa những giá trị tích cực để thể hiện tình yêu đối với đất nước mình. Và chúng ta, những người Việt trẻ, sẽ chọn hành động như thế nào để chứng minh tôi yêu Việt Nam? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!